Em yêu tôi Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Trong buổi báo giá ngày hôm nay thì em Hương sẽ lên sóng về với hai chiếc xe mới về cập bến em Hương đều có hiệu nhà Chevrolet nhé. Chỉ với tầm tiền hơn 200 triệu là các bác có thể sở hữu một trong hai chiếc xe mà em Hương đang quay đây. Những bác nào mà đang quan tâm về chiếc xe màu đen đẹp của em, chiếc đầu tiên là biển 99 là mang tên Cờ Rui. Chiếc biển 21 bên kia là mang tên Lacetti SE nhé. Những bác nào có tầm kinh tế hơn 200 triệu muốn mua xe bản sedan hai đầu đẹp thì nhấc máy lên và alo cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Còn bây giờ thì em Hương sẽ đi review chi tiết về tổng thành của hai chiếc xe này. Chiếc xe biển 99 với lớp sơn màu đen bóng đẹp này, logo hiệu Chevrolet, mang tên là Chevrolet Cờ Rui, được sản xuất vào năm 2011, động cơ trang bị là 1.6. Và em Cờ Rui lớp sơn màu đen này là số sàn các bác nhé. Số sàn, giá chào bán chỉ có 245 triệu thôi. Nói chung là về dòng Cờ Rui và Chevrolet thì nó cũng không quá là nhiều về option hay là cầu kỳ một cái gì cả, đơn giản các bác nhìn này. Máy số thì ngon. Bên ngoài lớp sơn là thân vỏ màu đen, cực kỳ sắc nét và đẹp luôn. Lớp sơn đen đẹp. Có đèn halogen này, đèn gầm đầy đủ rồi. Một dàn lốp dày dặn theo xe, hai chiếc xe em đánh giá rất là cao luôn. Nên là hôm nay em sẽ quay chi tiết cả hai chiếc xe để khách hàng nhà mình cùng tham khảo nhé. Hệ thống phanh các bác nhìn này. Phanh này an toàn cực kỳ khi mà có hệ thống phanh bó cứng như thế này rồi. Phanh ABS chống bó cứng cho em. Một dàn lốp dày dặn cực kỳ luôn. Xi nhan được tích hợp ở trên hông. Tay lắm cửa ở đây, lẹp chân kính. Hai chiếc xe này của em Hương em đều cam kết là không đâm xô và không ngập nước. Những bác nào quan tâm thì cứ alo cho em Lê Hương thôi ạ. Từng con ốc nhỏ nhất thì em cũng que nhé. Bút chấm sơn QC nguyên bản để sản xuất này. Bốn quả loa to bản trang bị bốn cánh cửa này, kể cả phần táp ly cũng vậy thôi. Không hề bị mòn hay bóng này, keo chỉ cả bốn cánh. Bệ chống mỏi tay này là da mềm. Gương kính thì auto tự động cho em rồi. Ghế da cao cấp căng mọng luôn. Một chiếc xe Cờ Rui số sàn 2011 245 triệu. Vô lăng thiết kế 3 chấu, bên trong là da mềm nhé. Bên ngoài bọc thêm một cái vô lăng, các bác nhìn này. Một cái áo da vô lăng thể thao sắc nét luôn. Cụm đồng hồ thì hiển thị cực kỳ sắc nét luôn. Túi khí an toàn đầy đủ cho em. Sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài. Đây ạ. Các bác nhìn này, củ số này. Áo da này, áo da củ số này cực kỳ sắc nét luôn. Túi khí an toàn được trang bị cũng ở bên ghế phụ các bác nhé. Chân là chân lỉ nguyên zin luôn. Chân lỉ nguyên zin sạch đẹp cho em Hương ạ. Ghế da thì cực kỳ căng mọng luôn. Có cổng sạc 12V phía sau này, có phòng để thuốc nữa rồi. Cổng AUX đầy đủ cho em Hương nhé. Phanh tay không hề bóng mòn. Ghế da cũng vậy, cực kỳ cao cấp và căng mọng luôn. Em này là trần lỉ nguyên zin rồi. Lước sơn màu đen đẹp. Móc khóa đây các bác nhìn này, móc khóa này không hề có dấu hiệu bị vặn xoáy. 245 triệu cho chiếc xe Chevrolet Cờ Rui bên em Hương. Hôm nay thì em sẽ quay hai chiếc xe nên em sẽ quay nhanh một video để khách hàng nào mà quan tâm thì alo cho em Lê Hương ạ. Phía sau xe ngồi hàng ghế thứ hai cũng trang bị cho em một cổng sạc 12V. Từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay đây rồi, các bác cứ yên tâm bên em thôi. Không đâm xô, không ngập nước, hồ sơ pháp lý đầy đủ này. Bút chấm sơn còn nguyên bản, một chiếc xe cực kỳ đẹp luôn. Động cơ trang bị 1.6 số sàn. Phanh phía sau là phanh tang trống các bác nhé. Một bộ la răng 5 chấu sắc nét luôn. Đây, hợp kim này. Lốp thì rất là dày dặn luôn. Nước sơn thì màu đen đẹp. Chevrolet Cờ Rui số sàn. Biển này là biển 99 này. Phía sau xe được trang bị cho em là hai mắt cảm biến va chạm phía sau và cam lùi đầy đủ rồi. Và em này còn lắp thêm cả lipo. Lắp lipo nhá. Chìa khóa để mở các bác nhìn này. Đây, bấm khóa khiển cho em Hương nhé. Bấm và phát là cốp bật lên luôn. Đấy, cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Khoang cốp với khoang hành lý của chiếc xe này là một bản sedan hai đầu lên xe cực kỳ rộng rãi luôn. Rất là rộng rãi các bác ạ. Các bác nhìn bên trong là lốp sơ cua, dụng cụ căng kích lốp. Em Hương nghĩ là lốp sơ cua chưa hạ. Đúng rồi các bác nhìn này. Xe đẹp đến nỗi mà lốp sơ cua còn chưa hạ như này. Còn nguyên đai nguyên kiện, bút chấm sơn QC đánh dấu nguyên bản đấy các bác này. Khoang hành lý rất là rộng rãi luôn. Dụng cụ tăng kích lốp cũng còn nguyên và đầy đủ cho em. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau. Máng nước hai bên em cũng quay để khách hàng nhà mình có thể nhìn tổng thành của xe. Đánh giá cho em đi ạ. Tin tưởng em Hương là chốt cọc cho em Hương thôi. Hoặc nếu như mà các bác ở xa, qua video của em Lê Hương thì em có thể gửi cho mình, ship xe toàn quốc cho mình luôn, dù các bác ở đâu. Lắp cho em bô lip rồi. Lip bô thể thao bô đôi các bác nhé. Form dáng cực kỳ đẹp luôn. Lốp sơn màu đen đẹp. Đây ạ. Nếu như bác nào mà chưa tìm được cho địa chỉ của em thì các bác nhìn này. Em nằm ngay cạnh trường Đại học Hải Dương đây. Các bác chỉ cần gõ trường Đại học Hải Dương là ra chỗ em Hương thôi. Bọn em sẽ quay chi tiết về xe nữa đây ạ. Các bác nhìn này. Lốp sơn đen bóng đẹp luôn.
gương kính cam kết liền đời theo xe nhá. Đây các chỉ số gương kính đều là liền đời hết. Ghế da căng mọng, phía dưới có thảm 3D và thảm rối cực kỳ sạch sẽ này. Từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay rồi, nên các bác yên tâm về chất lượng. Yên tâm về chất lượng bên em hơn. 245 triệu cho chiếc xe Chevrolet cờ đuôi, số sàn 1.6 đời 2011. Quá là chất lượng một chiếc xe. Hôm nay thì em Hương cũng chốt một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi số tự động rồi. Hôm nay em lại về thêm được đây các bác nhìn này, từng con ốc, từng cái móc khóa nó xinh xắn như thế này, sáng choang luôn. Đây ạ. Đó, các bác nhìn em cái là từng con ốc này, bút chấm sơn nguyên bản luôn. Keo chỉ này, táp lô, táp ly không bóng mòn, không mờ luôn. Xuất sắc luôn cho một chiếc Chevrolet cờ đuôi. 245 triệu đời 2011 cho chiếc xe Chevrolet cờ đuôi của em Hương này. Nước sơn màu đen đẹp, biển là biển 99 nhé. Một dàn lốp rất là dày dặn luôn, lốp sô cua vẫn còn nguyên đai nguyên kiện. Em sẽ mở ra khoang động cơ máy móc của chiếc xe cờ đuôi này để khách hàng nhà mình cùng tham khảo bên trong, xem bên trong em nó có gì nhé. Một trong những cái lý do mà các bác xuống tiền mua xe bên em Hương là khoang động cơ máy móc đúng không ạ? Em này order chuẩn là 9 vạn. Order là 9 vạn các bác nhé, order là 9 vạn rồi. Mới có 9 vạn chứ đấy, đời 2011 thế là quá ít rồi. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Chevrolet cờ đuôi các bác nhìn này. Nước làm mát này, ụ giảm chống giảm sóc, cũng như là hai bên tai đèn không hề bị đâm xô, không hề bị biến dạng thanh ngang này. Các bác nhìn giúp cho em nhé. Quay chi tiết cận cảnh, tình trạng xe như nào thì em Hương sẽ báo thật thà cho mình như vậy. Các bác có đồng ý mua xe hay không thôi. Còn chất lượng thì em cam kết cho mình. Đây máy này, eco này, etech các bác nhìn này, hệ thống phanh nhá. Khung răng sắt xi hay là từng ốc mặt máy này. Nói chung là về dòng máy của Chevrolet nhìn rất là dễ luôn. Chiếc cờ đuôi này nhìn khoang máy rất là dễ, nó không hề rối. Nhiều chiếc xe nó còn rối khó nhìn cơ, nhưng em này quá là dễ nhìn rồi. Đây các bác, từng những cái thanh dây này, bút chấm sơn nguyên bản còn nguyên, máy số còn đẹp căng như thế này. Vừa rồi thì em Hương đã quay chi tiết về một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi trước, đời 2011, số sàn 245 triệu. Cam kết không đâm xô và không đổ nước. Giá còn thương lượng thêm, cũng như là sẽ bao rút hồ sơ để khách hàng nhà mình đi không phải vất vả này. Chevrolet cờ đuôi 245 triệu đời 2011, số sàn động cơ 1.6. Và ngay cạnh bên đây thì em cũng đánh thêm một chiếc xe nữa ra rồi. Em này mang tên là Lacetti. Lacetti SE cũng là nhà logo của nhà Chevrolet các bác nhé. Em này là biển 21. Nước sơn cũng màu đen bóng đẹp luôn, xi nhan tích hợp trên hông. Nói chung là nếu như nhìn bên ngoài hình thức thì hai em này nó la lá lơ lớ nhau nhá. La lá và lơ lớ nhau. Rất là giống nhau luôn, nếu như mà các bác không để ý kỹ là không nhận ra được đâu. Chiếc Lacetti SE này của em Hương là được sản xuất vào năm 2010 và đăng ký lăn bánh là 2011 các bác nhé. Đây gầm bẹ luôn, bao luôn cho mình là không mục mọt, hệ thống phanh này, mâm này, lăm chấu rồi. Lăm chấu cỡ lớn các bác nhé. Chiếc Lacetti SE này của em Hương với giá là 220 triệu, động cơ trang bị cũng là 1.6 và cũng là số sàn các bác ạ. Nhìn bên ngoài và bên trong hình thức nó lơ lớ nhau. Em kia cờ rui là 245 triệu, còn em Lacetti SE này thì là 220 triệu thôi ạ. Chỉ tầm trên 200 triệu và dưới 250 triệu quay đầu là các bác có xe đi rồi. Bốn cánh cửa đều cam kết là keo chỉ zin luôn. Hàng ghế cũng cực kỳ căng mọng luôn, có hai cái gối tựa đầu cho mình rồi. Xe bác chủ cũ còn như nào em để nguyên như vậy nhé. Ghế da này căng mọng không hề bị rách vỡ cả hai chiếc xe luôn. Thảm cũng như nhau luôn các bác ạ, thảm cũng như nhau. Thảm dưới thảm 3D, có thêm thảm rối phía trên cực kỳ sạch sẽ này. Chân là chân lỉ nguyên zin rồi. Từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay này. Tình trạng xe đây các bác nhìn này, không hề bị vặn mở dù chỉ là một con ốc nhỏ đúng không ạ. 220 triệu cho chiếc xe Lacetti SE 2010, đăng ký lăn bánh là 2011. Quay chi tiết để các bác cùng xem tình trạng của xe. Đây ạ. Keo chỉ zin cả bốn cánh cửa nhá, cam kết rồi các bác yên tâm thôi. Hàng ghế phía sau cũng có thêm một cổng sạc 12V cho hàng ghế thứ hai. Rộng rãi và thoải mái, cực kỳ sạch sẽ luôn. Một dàn lốp theo xe còn rất là dày dặn này. Hệ thống mâm các bác này, mâm này cực kỳ to bản luôn, nước sơn đen bóng rồi. Em này thì em đã mở khoang cốp lên rồi, mở khoang cốp lên rồi. Phía sau xe cũng được lắp lipo thể thao các bác nhé. Phía sau xe cũng được trang bị thêm hai mắt cảm biến này. Nói chung là hai chiếc xe của em Hương nhìn tổng thành bên ngoài rất là giống nhau về hình thức, nhưng nó sẽ khác một chút thôi, khác một chút thôi. Em này đèn hậu phía sau đây ạ, biển 21. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau các bác nhé. Có bốn mắt cảm biến va chạm phía sau rồi. Đây ạ. Lốp sơ cua này, dụng cụ tăng kích lốp này.
Và bên đây thì có cho em sàn này, các bác nhìn này, thảm chống nóng giảm nhiệt còn nguyên là lắp cabo, keo chỉ zin nắp cốp đầy đủ luôn, máng nước hai bên không hề đâm xô, không hề biến dạng. Chìa khóa là dùng chìa khóa khiển các bác nhé. Đây ạ, quay tổng thành bên ngoài đây. Nước sơn màu đen bóng đẹp như thế này rồi, tất cả những cái đường dập lỗi này hay những cái khớp lối này. Đường dập lỗi rất là sắc nét, còn khớp lối thì cực kỳ mảnh thôi. Nhìn cái không ra là khớp lối đâu, nhìn xe rất là đẹp luôn. Đây, hàng ghế này các bác này, móc này. Nói chung là về dòng xe này thì nó không cầu kỳ về gì option các bác ạ. Nó không độ lên nhiều cái, không cửa lóc, không gì hết. Nhưng mà nó, tổng thành của nó thì rất là đẹp luôn. Đây, bên trong xe cũng vậy luôn. Tổ hợp phím bấm tăng giảm âm lượng trên vô lăng. Em này thì chạy nhiều hơn em kia một chút rồi. Em này chạy được order 15 vạn. Tổ hợp phím bấm này, màn hình này các bác, màn hình theo đài này, đầu đài nguyên bản rồi. Điều hòa mát lạnh luôn. Điều hòa này hai vùng này. Cần số này cũng rất là sắc nét và đẹp luôn. Phanh tay cũng vậy, cực kỳ sắc nét và đẹp. Vô lăng thì thiết kế 3 chấu nhá. Em sẽ mở ra cả khoang động cơ máy móc của chiếc xe Lancetti SE này để các bác nhà mình cùng tham khảo này. Túi khí an toàn cũng được trang bị ở bên vô lăng và ghế bác, ghế phụ rồi. Sticker của nhà sản xuất này, từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay để khách hàng nhà mình cùng thẩm định giúp em. Tình trạng xe như nào thì em sẽ thật thà và báo cho mình như vậy nhá. Em mở lắp cabo lên rồi nên nhìn nó sẽ hở như thế kia. Đây, nước sơn một đen bóng đẹp đây. Lancetti SE 220 triệu, đời 2010, đăng ký lăn bánh là 2011. Động cơ trang bị là 1.6 các bác nhìn này. Đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc Lancetti SE nhé này. Ụ giảm chấn giảm sóc hai bên này, từ những cái thanh dây này, hệ thống phanh các bác nhìn này. Máy này, Ecotech này. Từng con ốc mặt máy hay ốc vách cam các bác nhìn kỹ cho em là có thể ra được chất lượng của xe thôi. Bút chấm sơn nguyên bản luôn, thanh ngang này. Quay lên lắp cabo cũng vậy, không hề bị chạy lại những cái lắp cabo này, còn nguyên keo chỉ zin. Bấm đinh tán này, cắt cái lốt cắt này. Nếu như mà lắp cabo lỗi là các bác phải chạy lại, nhìn nó ra lem nhem là nhìn thấy ngay ạ. Đăng ký đăng kiểm của em Lancetti này có đến tháng 2/2023 cơ. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video rất là chi tiết về hai dòng xe bên em. Một chiếc là Lancetti SE với biển 21, 220 triệu, số sàn 1.6, đời 2010 và đăng ký 2011. Một chiếc là Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze đời 2011, động cơ trang bị 1.6, biển 99 và em Hương đang bán là 245 triệu. Những bác nào đang quan tâm và đang có tầm kinh tế về trên 200 muốn sở hữu cho mình một chiếc xe bản sedan 2 đầu thì nhấc máy lên và alo cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Và đừng quên 11:30 các ngày trong tuần, dù nắng dù mưa, dù ngày nghỉ hay ngày thường thì em đều live stream báo giá trực tiếp các đầu xe bên em. Lúc nào cũng sẵn từ 100 cho đến 200 đầu xe, giá thì từ 80 triệu cho đến trên 1 tỷ em đều có ạ. Còn bây giờ thì em xin phép được dừng video ở đây. Chúc tất cả khách hàng nhà mình có một ngày cuối tuần được nghỉ bên gia đình nè, vui vẻ và hạnh phúc nhé. Và đừng quên địa chỉ bên em, 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Các bác có thể bấm luôn này, trường Đại học Hải Dương thì em làm ngay sát bên cạnh nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo ạ.